Trong những tháng vừa qua, nhiều ngành quan trọng thuộc công nghiệp chế biến chế tạo như ngành điện, điện tử, ngành gỗ và sản phẩm gỗ, ngành dệt, may, da giày liên tục tuyển dụng thêm nhiều lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Dự báo trong các tháng cuối năm, với sự hỗ trợ tích cực hơn từ cầu và thị trường, khu vực sản xuất sẽ tiếp tục phục hồi nhanh hơn. Hoạt động trong lĩnh vực dệt may, doanh nghiệp này cho biết, nhờ sự phục hồi nhất định của kinh tế thế giới, nhiều đơn hàng đã trở lại. Doanh thu 6 tháng của doanh nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Các cái thị trường nhập khẩu lớn ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và những cái thị trường mới chúng tôi mới khai thác trong năm 2023 như là thị trường Canada, thị trường ASEAN và kể cả thị trường Trung Quốc thì cũng đang có những cái tín hiệu về lượng đặt hàng là tương đối tốt. Dù vẫn chưa về lại mức đỉnh của cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp trong nước đã khôi phục rất tích cực khi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IPP 7 tháng tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự phục hồi của ngành chế biến, chế tạo cũng đã một cách rõ nét hơn. Nó cũng được hỗ trợ bởi ngành dịch vụ cũng được có những cái dấu hiệu rất là khởi sắc. Tất cả những cái điểm này cho thấy rằng là nền kinh tế của chúng ta có những cái dấu hiệu phục hồi rất là mạnh mẽ. Theo quy luật thị trường, giai đoạn cuối năm, nhu cầu hàng hóa bao giờ cũng tăng cao theo các ngành hàng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã nhận được các đơn hàng lớn và đẩy mạnh sản xuất cho giai đoạn cuối năm. Do vậy, doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục được hỗ trợ nhằm tạo thêm năng lực cho phát triển sản xuất và nguồn hàng cho xuất khẩu. Chúng tôi cũng rất là mong rất là nhiều những cái chính sách của nhà nước, đặc biệt là cho các cái ngành công nghiệp trọng điểm như là xuất khẩu của điện tử mà chúng tôi có thể kỳ vọng là có những cái ưu đãi trong cái tiếp cận vay vốn như là khoanh nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể đủ nguồn lực để phát triển và mở rộng sản xuất. Trong báo cáo vừa công bố, Ngân hàng Thế giới nhận định tăng trưởng cao hơn dự kiến của kinh tế toàn cầu có thể thúc đẩy phục hồi lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhu cầu trong nước sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2024. Như vậy, các tháng cuối năm, khu vực sản xuất sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực hơn để phục hồi và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Hiệp hội dệt may cho biết tính đến thời điểm này các doanh nghiệp dệt may trong nước đã kín đơn hàng cho quý 3 và quý 4 năm nay. Hiện các doanh nghiệp đang tích cực đàm phán đơn hàng cho quý 1 năm 2025. Nhờ đó mà ngành dệt may hoàn toàn có khả năng cán đích mục tiêu 44 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính, trong tháng 7, xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,72 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này là 20,27 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 6%, tương ứng tăng 1,2 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Còn theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tính tới hết tháng 8, xuất khẩu toàn ngành dệt may đã đạt 28,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Điểm đáng chú ý là hầu hết doanh nghiệp đã kín đơn hàng đến hết quý 3, quý 4 năm nay. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của năm nay đó là giá đơn hàng không tăng, doanh nghiệp làm với giá rất thấp, tương đương với mặt bằng chung của giá năm 2023. Hiệp hội Dệt may dự báo năm nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may sẽ tăng khoảng 8-10% so với năm trước. Trị giá xuất khẩu dệt may cả năm chắc chắn sẽ đạt mục tiêu đề ra là 44 tỷ đô la Mỹ. Hiện giá một số nhóm hàng hóa dịch vụ y tế, giáo dục, xăng dầu và điện có xu hướng tăng từ cuối năm 2023 đã và đang tác động đến lạm phát trong những tháng cuối năm 2024. Trong bối cảnh đó, cần có nhiều giải pháp kiểm soát lạm phát như bảo đảm nguồn cung hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm. Báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 1,89% so với tháng 12 năm 2023 và tăng 4,36% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, việc tăng lương tối thiểu từ mùng 1 tháng 7 cùng với việc nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, nhập khẩu nguyên vật liệu từ bên ngoài nhiều đã tác động mạnh đến giá hàng hóa trong nước. Cái tiền lương mà chúng ta để tung ra đấy, có nghĩa là cái cầu của thị trường ấy, chúng ta thấy là cũng có cái yếu tố tác động. Thế thì cái quan hệ cái giá cả nó biến động phụ thuộc vào quan hệ cung cầu. Thế cái cung ra sao, cầu ra sao thì cầu là một yếu tố rất quan trọng. Có hiện tượng thường thường là bao giờ lương tăng thì giá tăng. Đấy là một hiện tượng, một quy luật, đúng không? Thế tại sao lại như vậy? Thế thì trong cái vấn đề lương tăng, giá tăng thì cái vấn đề quan trọng nhất là sao?
nhà nước phải kiểm soát, có nghĩa là tránh một cái hiện tượng là tát nước theo mưa. Cái việc mà tăng giá những mặt hàng do nhà nước quản lý ấy, thì phải phối hợp rất chặt chẽ. Hiện nay mặt hàng dịch vụ y tế cũng như là mặt hàng dịch vụ giáo dục là giao cho các địa phương, nhưng các địa phương phải phối hợp với nhau và nhạc trưởng phối hợp với là chính phủ, thì chúng ta phải phối hợp với nhau chặt chẽ để làm sao mà việc tăng giá điện này, tăng giá dịch vụ y tế và tăng giá dịch vụ giáo dục ở các địa phương nhé, nó không xảy ra đồng thời để nó tránh cái hiện tượng không hợp giá. Chính phủ cùng các bộ ngành cần tổng hợp nhiều giải pháp như kiểm soát giá vàng trong nước, thị trường bất động sản hay một số dịch vụ phải tăng giá như điện, dịch vụ y tế, giáo dục thì cần phải đánh giá được tác động và lựa chọn thời điểm phù hợp để điều chỉnh. Ngoài ra cần thực hiện một số chính sách giảm giá mặt bằng tiêu dùng nói chung như giảm thuế giá trị gia tăng VAT, thuế môi trường và điều hành chính sách tiền tệ để giữ tỷ giá trong biên độ cho phép. Tiếp theo là một số thông tin giá cả thị trường mà chúng tôi vừa cập nhật. Giá ga bán lẻ tại thị trường trong nước tháng 9 tiếp tục tăng theo giá thế giới kể từ hôm nay mùng 1 tháng 9. Giá ga Petrolimex bình 12 kg và 48 kg lần lượt tăng 3.300 đồng một bình và 13.200 đồng một bình. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá ga bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá ga bán lẻ trong nước đã có 5 lần tăng, 3 lần giảm giá và 1 lần không thay đổi. Trải qua 35 kỳ điều hành từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng dầu đang ở mức thấp nhất của năm. Hiện xăng RON 953 đang ở mức hơn 21.100 đồng một lít, rẻ hơn 807 đồng một lít so với đầu năm nay. Dầu diesel 0.05S ở mức hơn 18.400 đồng một lít, rẻ hơn 891 đồng một lít so với hồi đầu năm. Bộ Công Thương dự báo, tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu 6 tháng cuối năm nay ước tính khoảng 13,3 triệu mét khối xăng dầu các loại. Tuy nhiên, giá xăng dầu trong nước sẽ chịu tác động lớn từ thế giới. Trong tháng 8, có hơn 10 ngân hàng tiếp tục tăng nhẹ lãi suất. Danh sách tăng lãi suất tiết kiệm gồm nhiều ngân hàng tư nhân lớn như VPBank, Techcombank, ACB, Sacombank, TPBank và SHB. Mức tăng lãi suất từ 0,1% đến 0,9% áp dụng cho nhiều loại kỳ hạn. Ngân hàng nhà nước nhận định các đợt tăng lãi suất trong thời gian qua nhằm chuẩn bị cho nhu cầu tín dụng dự kiến ấm lên trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất tiết kiệm nhìn chung vẫn sẽ duy trì ở mức thấp. Tối qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong ngày 31 tháng 8, ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc đã xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông làm tử vong 27 người, bị thương 46 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 57 vụ làm tử vong 27 người và bị thương 45 người, đường sắt xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người. Công an các địa phương đã xử lý hơn 12.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền 26,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 2.300 trường hợp. Đáng chú ý, vi phạm về nồng độ cồn vẫn ở mức cao khi có đến gần 2.600 trường hợp bị xử lý. Trước mùa mưa bão năm nay, các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước ở đô thị, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2024 nhằm sẵn sàng ứng phó với ngập úng. Những ngày qua, dưới trời nắng gắt, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam đang huy động tổng thể nguồn lực, nhân công, máy móc, thiết bị để tiến hành nạo vét toàn bộ cống hộp nổi, cống ngang đường, cống tròn, mương trần, hố ga trên địa bàn thành phố Tam Kỳ để khơi thông hệ thống thoát nước. Hiện nay đang tập trung rất là quyết liệt cho cái việc mà để triển khai sớm, bởi vì chúng ta không thể biết được bão mưa gió vào sớm hay trễ. Đặc biệt là các cái cống rãnh của đường, các kênh mương tràn để cho nó thoát nước nhanh nhất. Song song với việc đó, muốn làm được những cái việc như vậy thì chúng tôi tập trung huy động tổng thể nguồn lực, nhân công, máy móc, thiết bị và sự ủng hộ của địa phương. Để xem thử những cái khu vực nào cần làm trước, cần làm sao và ưu tiên để cho nó thoát được khu vực tốt nhất. Việc khơi thông cửa thu, mương thu nước và nạo vét cống thoát nước trên địa bàn thành phố Tam Kỳ được thực hiện cho đến tháng 11 năm 2024. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực ứng trực thường xuyên vào mùa mưa bão để triển khai nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước trên các tuyến đường của thành phố nhằm bảo đảm năng lực thoát nước. Hành trình tiến tới logistics xanh đang đóng góp vào quá trình giảm thải carbon của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Tuy nhiên, để phát triển logistics xanh vẫn là bài toán khó đối với các doanh nghiệp, đặc biệt khi vấn đề thiếu các quy định, chính sách đồng bộ. Theo số liệu của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam,
73,2% doanh nghiệp khẳng định logistics xanh nằm trong chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên tới nay, việc thực hiện chuyển đổi của các doanh nghiệp vẫn rất nhỏ lẻ, chưa đạt hiệu quả cao. Các quy định và chính sách hiện tại mới chỉ tập trung vào vận tải đường bộ, chưa bao quát các loại cơ sở hạ tầng logistics khác, dẫn đến thiếu đồng bộ trong thực hiện chuỗi cung ứng bền vững. Đối với hệ thống cảng biển hay vận tải biển hay logistics trong kho bãi thì đến thời điểm này mới chỉ theo hướng là khuyến khích và chưa có những cái quy định cụ thể, chưa có những cái chính sách để mà triển khai cũng như là chính sách hỗ trợ cụ thể. Thì đây là những cái khó khăn đầu tiên trong quá trình triển khai và định hướng cái kế hoạch sản xuất. Chúng tôi sẽ đưa ra những cái kiến nghị để các cơ quan, chính phủ, các bộ ngành và các cơ địa phương nhằm thế nào để tạo ra cái khung chính sách xanh để các doanh nghiệp có thể triển khai một cách hiệu quả hơn nữa. Xanh hóa chuỗi cung ứng đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành logistics. Tuy nhiên, để làm được điều này, các doanh nghiệp cần có thêm quy định, chính sách thúc đẩy phát triển logistics xanh, như có cơ chế ưu đãi về thuế, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.